Xin chào các bạn, xin chào các bạn mẹ bỉm sữa, xin chào các ông bố. Chúng ta chuẩn bị làm bố nha. Ngày hôm nay mình sẽ review về một chiếc máy mà mình chưa có trải nghiệm. Mình cũng không biết gì luôn. What the hell? Nhưng mà bây giờ mình sẽ khui ra, xong rồi mình sẽ trải nghiệm. Hôm nay là mình trải nghiệm nha, hôm nay mình không review nha. Đây chính là chiếc máy hút sữa. Mình nghĩ là hầu như các bà mẹ bây giờ hiện đại lắm. Chúng ta lúc nào cũng cần phải có sữa cho con mình uống bất cứ lúc nào. Và ví dụ mà khi đi ra ngoài á, thì mình cũng không thể nào mà cứ chăm con mình hút sữa một cách truyền thống được. Cho nên chính vì vậy, để đáp ứng nhu cầu của các bà mẹ, các ông bố, nhà sản xuất đã làm ra một chiếc máy hút sữa rất là hiện đại, với một cái mô hình rất là dễ thương, cute và không bao giờ quên đi một tờ giấy hướng dẫn sử dụng. Để coi, trong này là gì ta? Mình nghĩ đây là cái thân máy. Đây là cái gì ta? Không biết. Cách sạc. Cái này. À, cái này chị mình có xài, mình có biết nè. Cái này là dùng để hút sữa nè. Đó. Cái này là cái nắp để khi mà chúng ta hút sữa xong sẽ đậy lại, làm sao mà cho nó hợp vệ sinh nhất, an toàn nhất. Ở trong này là cái bình sữa. Ở đây là một cái đúng rồi, chị mình nói đây là một cái đồ để lọc và tách không khí ra bên ngoài, không có để cho không khí nó bị nhiễm vào bên trong. Và được trang bị là hai cái nha, một cái là đã được gắn sẵn trong này rồi, và một cái là chuẩn bị để cho các ông bố bà mẹ chúng ta có thể thay. Sau khi mà chúng ta rửa xong thì mình có thể thay bằng cái này vô, thì em bé của mình sẽ không bị ngắt quãng trong cái quá trình mà uống sữa. Đây là cái phần silica, hay còn gọi là silicon, để có thể đảm bảo cho cái việc là tách không khí một cách hiệu quả. Và khi mà sử dụng thì nó sẽ là co bóp để cho giúp cho cái việc hút sữa một cách hiệu quả hơn. Ở đây là cái phần nắp, còn đây là cái còn thiếu gì đó nhỉ? À đây, sợi dây để cho các mẹ hút sữa. Thông qua cái sợi dây này thì sẽ truyền dẫn sữa qua đây. Mình nghĩ là các mẹ khi mà chúng ta sử dụng thì trước khi sử dụng thì các mẹ sẽ nhớ là mình phải sát khuẩn, phải khử khuẩn thật là kỹ lưỡng, chứ không là bé nhà mình uống sẽ bị đau bụng. Cái này là mới tăm xà banh luôn, cho nên là mình đâu có biết sữa xài đâu. Bây giờ lên đây tìm hiểu nè, tìm hiểu để sau này có kiến thức. Rồi này, cái này đậy vô đây này. Nhớ cái này là đậy lại. Đây là bình sữa với cái dung tích của nó là 160ml. Rồi bây giờ thì sẽ gắn vô rồi sử dụng thử. Xài xong thì nhớ đậy lại nha. Hồi trước là quay clip này xong ấy, mình sẽ có tinh thần để có con hơn. Mình sẽ thấy là kiểu cuộc sống có con nó dễ dàng hơn. Theo thông tin của nhà sản xuất cho mình biết á, thì là đối với cái chiếc máy này là mình sẽ hút được 9 cái cấp độ hút sữa. 9 cái cấp độ hút sữa này thì chắc là sẽ từ nhẹ tới mạnh nhất. Đúng không anh Quay Phim? Có con rồi. Đợi mình 2 phút nha, mình trải nghiệm xong mình sẽ review cho các bạn luôn. One week later. Rồi sau khi mà đã tìm hiểu một chút xíu thì mình đã có thể biết được cái cách sử dụng rồi. Mình sẽ về tư vấn cho chị của mình luôn. Còn bây giờ thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một chút xíu ha. Theo cái thông tin từ nhà sản xuất cho biết thì với cái máy hút sữa này, cái công nghệ điều khiển chuyển đổi tần số hút đến từ Nhật Bản, và trong cái quá trình hút, thiết bị còn cung cấp hàng chục nghìn lần massage trong một giây, mang đến một cái cảm giác rất là thoải mái cho mẹ khi mà sử dụng. Cái quá trình hút sữa thì sẽ được chia làm các giai đoạn khoa học, không chỉ giúp tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu cho mẹ mà còn giúp tăng hiệu quả hút trong cái lượng sữa nhiều hơn, chất lượng hơn. Cho nên là cũng được khuyên là các bạn nên làm nóng cái bầu ngực của mình trước khi mà hút sữa cho các con, thì như vậy thì sẽ đạt hiệu quả hơn.
Đối với cái sản phẩm này thì các bạn chỉ cần giữ khoảng 2 giây ở cái phần nút nguồn là bắt đầu máy sẽ bật lên và ở cái chế độ làm mặc định luôn. Với cái chế độ này thì sẽ có hai cái chế độ để cho các bạn sẽ lựa chọn. Cái chế độ đầu tiên chính là massage và làm nóng bầu ngực lên để có thể kích thích cho cái việc là hút sữa được nhiều hơn. Và nếu như các bạn ấn thêm một lần ở cái nút tròn này nữa nè, đó, đèn nó sẽ nhảy sang cái chỗ có cái hình giọt nước như này, chính là cái chế độ là chúng ta chỉ có một cái việc, đó chính là hút sữa ra bên ngoài thôi. Rồi, ở đây á, thì sẽ ngay cái phần mà dập dập như thế này nè, chính là cái phần để cho các bạn chỉnh cấp độ. Và với chính cái cấp độ á, thì chúng ta sẽ dễ dàng để có thể lựa chọn và làm sao mà mẹ có thể cảm giác là thoải mái nhất thôi. Giống như là bây giờ mình đang mở ở cái cấp độ số 5. Đây, cái phần mà lúc nãy mình nói với các bạn á, là cái miếng để có thể vừa tách không khí thì tức là nó cũng sẽ hỗ trợ cho cái việc là co bóp và hút sữa đó. Nè, thấy không? Tức là sau cái lúc mà mẹ hút sữa thì nó cũng sẽ co bóp như thế này. Đối với cái chế độ mà massage và kích thích để cho hút sữa á, thì chỉ có 5 cấp độ thôi. Nhưng mà còn đối với khi mà các bạn chuyển sang cái chế độ để hút sữa ra bên ngoài á, là sẽ có maximum là 9 cấp độ để cho các bạn lựa chọn luôn. Cho nên là các mẹ của mình yên tâm nha. Rồi, sau khi mà mình đã tìm hiểu từ nhà sản xuất cũng như là sử dụng thực tế ở trên cái máy này á, thì mình thấy là đối với cái sản phẩm này cũng rất là dễ sử dụng. Và đặc biệt nha, nó không phải là giống như là những cái chiếc máy khác là các bạn phải cắm trực tiếp vào trong nguồn điện, mà ở đây là có cái đầu sạc để cho các bạn sạc đầy pin. Và với cái dung lượng là 1400mAh thì các bạn có thể sử dụng trong cái khoảng thời gian là 160 phút liên tục. Còn bao nhiêu lần thì sẽ tùy thuộc vào mỗi lần hút sữa của mẹ. Mặc dù là mỗi lần mẹ hút sữa bao nhiêu, ví dụ như 20 phút thì các bạn sẽ được trung bình là 8 lần. Đó. Như vậy thì khi mà mình đi cà phê, đi cắm trại hay đi picnic hay là chơi hoặc là ra ngoài á, thì mình vẫn có thể mang theo và đảm bảo được là trong khoảng thời gian đó mình vẫn có thể hút sữa cho con. Rồi, đối với cái sản phẩm á, thì mình nghĩ là hầu như là các mẹ ai cũng sẽ rất là quan tâm đến chất liệu đúng không? Sản phẩm thì bằng nhựa ABS, một cái loại nhựa cũng rất là an toàn cho sức khỏe của mẹ và bé. Không có bị ảnh hưởng quá nhiều, không có paraben, không có những cái chất độc hại. Chính vì vậy mẹ sẽ rất là yên tâm. Và cái phần cao su này khi mà các mẹ sử dụng xong á, thì mình nhớ là mình phải đem đi rửa cũng như là ngâm qua với nước sôi hoặc là làm khô như thế nào đó để có thể không có bị nhiễm khuẩn cho những lần sau mà bé nhà mình sử dụng. Những cái bộ phận ở đây thì mình đều có thể tháo rời hết. Cho nên nhà các mẹ mình yên tâm nha. Đó. Những cái bộ phận từ cái phần lọc, phần tách cho đến là cái phần đảm bảo cho cái phần tách không khí như lúc đầu mà mình nói với các bạn thì đều có thể gỡ ra như thế này. Vừa rồi thì mình cũng đã tìm hiểu một chút xíu về cái chiếc máy hút sữa này rồi. Mình nghĩ là mình sẽ giới thiệu cho chị của mình mua, bởi vì đây là một cái sản phẩm mình tự cảm nhận được là nó cũng rất là hiệu quả. Có thể là một trong những cái trợ thủ đắc lực cho các mẹ bỉm sữa trong cái thời đại hiện nay. Mặc dù là mẹ đi đâu thì mẹ vẫn có thể mang theo. Đó là một cái sự tiện lợi mà chiếc máy này mang lại. Và hiện tại thì sản phẩm đang được bán tại cửa hàng của Chúng Ta Mobile. Hy vọng là các mẹ, các ông bố chúng ta sẽ đến đây mua và trải nghiệm sản phẩm ha. Và đến đây thì video của mình cũng đã hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye.